và là một cú chip khá tốt của một thành viên ở Hà Tĩnh. Đó là một cú gạt chính xác của Nguyễn Hoàng Tùng. Thì sẽ là cú đánh thứ hai của Dương Tấn Thiệu. Ngay sau khi thực hiện cú đánh xong thì là một cái nắm đấm thể hiện sự quyết chiến quyết thắng của thành viên đội tuyển Đà Nẵng. Cú đánh thứ ba của Nguyễn Văn Tài. Bóng đã đi xuống nước rồi. Giờ sẽ là cú đánh thứ tư của Nguyễn Thanh Tân. Và một cú chip đưa bóng đến gần green. Khá tốt ở cú chip vừa rồi của Nguyễn Thanh Tân. Đặt xuống dốc hướng về vị trí cờ. Hơi thừa một chút xíu lai mà thôi, nhưng đó là một cú gạt có thể nói là cực kỳ ấn tượng. Rất chính xác. Đó là một cú gạt rất chính xác, tuy nhiên rằng hơi thiếu may mắn. Đó là một điểm pa dành cho Võ Thành Lâm. Cực kỳ ấn tượng với pha tấn công cờ của Hà Ngọc Hoàng Lộc. Đặt birdie của Vi Văn Sơn. Đó là một điểm birdie chính xác của Vi Văn Sơn và Trần Bình Quang Huy sẽ không phải thực hiện gạt của mình. Rất chính xác. Kỳ ấn tượng. Đó là cú gạt của Hoàng Thanh Hải. Thiếu một chút lực, thiếu một chút lực. Rất đáng tiếc. Đó là một điểm pa chính xác của Lương Minh Hải. Thứ tư của Đỗ Lê Thuận. Đánh thứ ba đã đi vào khu vực áp truyền hình. Đánh đã được free drop và đó là một cú chip tốt của Đỗ Lê Thuận. Rất hay, đó là pha tấn công cờ của Hà Ngọc Hoàng Lộc. Rất hay, không thể tin nổi. Một cú đánh từ bunker của Trần Trung Kiên và bóng đã đi thẳng vào hố. Thuận lợi cho bắt birdie tiếp theo. Bắt bóng của Thịnh Xuân Trường. Bóng đã on green. Một điểm pa thành công của Đỗ Lê Thuận. Đó là một điểm pa chính xác của Mai Anh Tuấn. Rất hay. Đó là một pha tấn công cờ xuất sắc của Trịnh Xuân Trường. Đó là một điểm pa chính xác của Tôn Anh Dũng. Ngoặt từ phải qua trái, bắt qua sườn dốc. Như vậy là những cái bắt tay ở green của hố gôn số 17 đã kết thúc trận đấu này. Chiến thắng có thể nói là tuyệt vời của Trần Trung Kiên và Vi Văn Sơn.